Hello tất cả anh em nhé, ngày hôm nay mình sẽ cấn kiếm ngày hôm qua mình cho anh 28 ấy, thì ngày hôm nay xem thử nó có giữ trọng lượng nhé. Hiện tại là 377 gram anh em ơi, 377 gram, nói chung là ăn 20 gram là 377 gram, thì chứng tỏ là ăn 20 gram là nó, cái con này ăn 20 gram mà nó không tăng cũng không giảm nhé. Hôm nay thì mình sẽ cho ăn 25 gram khả năng, tại vì là hôm nay nó bán nhiều ấy, thì thử xem 25 gram thì nó có giữ nguyên trọng lượng không, chứ mình đoán là con này tầm khoảng 25 gram nó để trong lượng. Còn ngày hôm qua ngày ăn 20 gram thì khả năng sẽ xuống cân đấy. Ok đấy nhá, mình sẽ cho ăn 25 gram và mãi thử xem, mình test thử xem là mãi nó có giảm trọng lượng nhé hoặc là tăng trọng lượng nhé. Ok đấy, let's go. Tiến nhá. Đấy. Chỉ cần liều chỉ mới ngay mà. Tiếp ngay mà. Con này nó có cái tính là mấy cái miếng đầu tiên là nó cứ bái lại người ấy. Rất là nguy hiểm. Đấy. Đó. Đấy, một miếng đầu tiên em nhá. Đấy. Miếng thứ hai em nhá, miếng thứ hai nè. Bay lại mình lắm. Má à, lại tiếp tục. Má à, nào. Mình thứ hai này mày, lại bãi lại người. Đau khổ thật. Tiếp tục anh em nhá. Này. Xem nào, tiếp tục này. Mình thứ ba này. Đúng rồi, nó cứ bãi lại. Má. Con này là quả quận chủ anh em ơi. Thế này là quả quận này. Nó quẩn quá là mình không thể tập luyện được. À, mới đi được có mấy bước cái nữa mày. Ok nè, tiếp tục nha. Tiếp tục nha anh em. Cái này là hơi sợ đấy. Cái này là gió nó đang quắp. Quắp vào dây. Đấy, nếu mà nó đừng nhìn. Ừ sợ, 15 mét em nhá. Chân thì vẫn đang quắp dây. Vẫn quá em nhá. Vẫn nhai phết. Cái phết nhai phết nha ha, tiếp tục ha, tiếp ha, quả đơn giản này, tiếp tục này. Khả năng là không được rồi, khả năng là đi lông được rồi. Nó quả nhai lắm, quả nhai. Chưa được 10 mét lắm ạ, mà nó đã nhảy rồi. Con này quá nhảy lắm ạ. Mình thì tập được, tại vì là cứ đi tầm khoảng ở đấy là tầm khoảng 10 mét. Chưa đi được khoảng 10 mét mà nó đã bãi lại rồi. Hảo thật rồi, tiếp tục nha. Ui. Mà bãi thì ra tiếng. Trời. Anh em cứ đến 10 mét cho nó bãi lại mình thôi. Ờ thật, bãi thì không bãi được, không phát ra tiếng hết cả hồn. Ờ này. Mà bãi mới được có mấy miếng anh em ơi. Khả năng đi đóng được rồi.
Thank you.
Anh ơi, sáng nay em nhá. Hiện tại thì mình đã cho ăn ngày hôm nay mình cho ăn 25 gram ấy. Ok phết đấy. Nói chung là con này cực kỳ quần chủ luôn. Gọi là ngày hôm nay thái độ cực tốt luôn. Hết đấy em ơi. 25 gram này, nhìn cái mặt em, nhìn cái mặt này. Đấy, hết rồi. Hết rồi. Thả đồ cực ok luôn. Đấy. Đấy, ok đấy. Hello anh em, ngày hôm nay thì mình đã hoàn thiện xong cái huấn luyện của con chim ưng rồi nhé. Hôm nay thì mình cho ăn 25 gram anh em ơi, với cái trọng lượng là 377 gram. Thì mình thấy cái trọng lượng này thì nó rất là quẩn trù. Thế mà nếu như mà qua tay từ trên cao xuống mà như thế là mình sẽ giữ cái trọng lượng này. Còn nếu như mà ở trên cao xuống mà nó chưa nhuyễn ấy thì chắc chắn là phải xuống 370 em nhá. Thì khả năng là con này thì có một cái biểu hiện là nó không kêu cho nên là mình không thể nào biết được là nó bãi là hay không, cho nên là mỗi lần tập rất là nguy hiểm em ạ. Mình nói chung là mình rất là sợ, tại vì là mỗi lần lấy thức ăn xong là phải quay lại xem nó có gọi là nó có bãi theo mình không ấy. Đấy, cho nên là nó rất im, nó không kêu gì hết. Nó đói cho nó láo cho nó không kêu gì hết. Con chim mà mình lần đầu tiên sở hữu là con chim như thế này luôn ấy. Hầu như mình huấn luyện con chim này thì là nó kêu rất là nhiều, tại vì nó điên. Và hầu như là con chim nào nó cũng kêu hết, chỉ có con chim này. Hiện tại là chỉ có con chim này là nó không kêu. Hình như là nó bị đứt cái dây thanh quản rồi hay sao ấy. Bình thường con chim mà đói nó sẽ kêu, kêu nhiều kêu ít nó sẽ kêu, nhưng mà con này là không kêu. Ấy thì đúng là cái lần đầu tiên mình trải nghiệm con chim mà nó không kêu. Và để xem là nó thế nào ha. Nếu mà nó không kêu thì rất là hay mà cũng rất là dở nhá. Dở một cái là đôi khi mình không biết nó đói hay không nữa. Ấy thì là mình kiểu có ở trường trọng lượng như thế là mình cân hàng ngày thôi, là mình biết nó đói hay không. Bình thường con chim mà đói là nó kêu rất là nhiều. Còn con chim này không kêu thì không biết nó đói hay không. Đấy, cái ưu điểm ấy là đi săn nó không kêu thì làm cho con mồi nó không sợ. Em hiểu không? Làm cho con mồi nó không sợ thì đôi khi mình đang săn, ví dụ đang săn mồi tỉnh ấy em, săn mồi tỉnh ấy thì là mình chỉ cần đưa con chim tới, và ví dụ con cõi ở dưới ruộng ấy thì con cõi nó sẽ không biết được là con chim nó đang ở đây. Đấy, cho nên là con chim có thể là tiếp cận được nhanh hơn và nó không bị đánh đồng con mồi. Đấy. Khả năng con chim này mình sẽ cố gắng mùa này mình sẽ cho nó sẵn có bờ lắm nhá. Có trắng thì không được thôi, tại vì nó sợ trâu bò. Nhưng mà có bờ mình nghĩ là mình sẽ huấn luyện được. Nói chung là có tiếp tục anh em nhá, theo dõi mình và anh em sẽ thấy là con này có sẵn có bờ hay không nhá. Ok anh em, thì video hôm nay là kết thúc. Không có cái gì mới cả thì báo cáo với anh em là con này là trọng lượng 377 gram, cực nhảy luôn. Ok, ứng ý. Ok anh em nhá. Hôm nay mình cho ăn 25 gram để mình giữ cái trọng lượng 377. Ok anh em nhá. Nhớ anh em nhớ bấm like, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Ok phết đấy.